Sau khi được chứng kiến những cảnh tượng này, chúng ta không khỏi bàng hoàng. Rốt cuộc, Tần Thủy Hoàng đã cho xây dựng địa cung với kết cấu như thế nào? Phía bên trong địa cung có thực sự giống như những gì mà Tư Mã Thiên đã mô tả hay không? Rất nhiều các nhà khoa học ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có hứng thú đối với lăng mộ này của Tần Thủy Hoàng. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu sau khi tiến hành tham chắc đã đưa ra những phán đoán như sau. Họ cho rằng địa cung của Tần Thủy Hoàng có hình vòm với đường kính khoảng 50 mét. Ở phía dưới của địa cung có 3 dòng sông ngầm khép kín. Phía trong của địa cung có 4 vòng làm bằng đồng với đường kính 25 mét. Tổng trọng lượng của 4 chiếc vòng đồng này lên tới hơn 10.000 tấn. Về phương diện nghiên cứu kết cấu của địa cung, quan điểm của ông Viên Trung Nhất trùng khớp với ý kiến của đại đa số các chuyên gia khác. Ông cho rằng, hình thức kết cấu của địa cung nằm trong khu long mộ Tần Thủy Hoàng cần giống với kết cấu của những ngôi mộ lớn của thời Xuân Thu Chiến Quốc và thời kỳ Tần Hán, tức là có nhiều tầng, nhiều lớp hoặc là một khoang đất gần như vuông thành sắc cạnh, nhưng quy mô của địa cung lớn hơn rất nhiều lần so với những ngôi mộ được xem là có quy mô lớn mà chúng ta đã biết cho tới thời điểm hiện tại. Ông Vương Học Lý cũng là một trong những chuyên gia tham gia vào quá trình khai quật các bức tượng binh mã trong khu long mộ Tần Thủy Hoàng. Rất nhiều năm nay, ông vẫn đang tiếp tục công tác nghiên cứu khảo cổ thời kỳ Tần Hán. Bộ phận trung tâm của địa cung được gọi là huyền cung. Đây là nơi đặt quan tài của Tần Thủy Hoàng. Độ sâu của địa cung là khoảng cách từ mặt đất đến huyền cung. Độ sâu của địa cung chính là vấn đề mà các nhà nghiên cứu phải mất rất nhiều công sức để tranh luận. Trong cuốn sử ký của mình, Tư Mã Thiên có nhắc đến độ sâu của địa cung. Qua 3 con sông, dưới lớp đồng chính là nơi đặt quan tài của Tần Thủy Hoàng. Vậy rốt cuộc, qua 3 con sông thì có độ sâu là bao nhiêu? Những tài liệu thủy văn ở khu vực gần kề với khu long mộ Tần Thủy Hoàng cho thấy lớp nước thứ nhất nằm cách mặt đất khoảng 16 mét. Vậy nếu như xuyên qua 3 lớp nước như thế này thì sẽ có độ sâu là bao nhiêu? Ngoài ra, trong một cuốn sử sách có tên là Hán Cựu Nghĩa, cũng có một đoạn giới thiệu về độ sâu của địa cung nằm trong khu long mộ của Tần Thủy Hoàng. Năm 210 trước công nguyên, tức là vào năm Tần Thủy Hoàng bước sang tuổi 50, Thừa tướng Lý Tư bẩm báo với ông rằng thần đã cho 720.000 người tiến hành xây dựng long mộ Ly Sơn. Mọi người đã đào sâu đến mức lửa không thể cháy được nữa. Khi đào đất, chỉ còn nghe thấy những âm thanh kêu con con, giống như là đã đến đáy của lòng đất rồi. Sau khi nghe những lời bẩm báo này, Tần Thủy Hoàng liền ra lệnh tiếp tục đào sâu xuống thêm 300 trượng nữa mới thôi. Chúng ta không thể tưởng tượng được chỗ sâu nhất của lăng mộ này có độ sâu như thế nào. Nếu như những gì có ghi chép trong tài liệu này có thể tin tưởng được, thì diện tích phần dưới của địa cung sẽ lớn đến mức khiến mọi người phải kinh ngạc. Những phán đoán mạnh dạn nhất về độ sâu của địa cung vẫn thuộc về các nhân viên nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu. Họ phán đoán rằng độ sâu của địa cung dao động trong khoảng từ 500 đến 1.500 mét. Phần lớn các học giả Trung Quốc đều cho rằng con số này không đáng tin cậy. Có một quan điểm khác cho rằng độ sâu của địa cung ít nhất là 500 mét. Trong đó có một căn cứ quan trọng là ngành luyện kim của tỉnh Hồ Bắc đã phát hiện thấy mỏ đồng cổ thuộc thời kỳ Chiến Quốc. Độ sâu của mỏ đồng này lên tới 50 mét, đồng thời có đầy đủ hệ thống thiết yếu như thông gió, xả nước, vân vân. Điều này chứng tỏ rằng, từ trước thời kỳ Chiến Quốc, Trung Quốc đã nắm vững những kỹ thuật xây dựng ở độ sâu hơn 50 mét dưới lòng đất. Ông Viên Trung Nhất là một trong những chuyên gia tham gia vào quá trình khai quật đội quân binh mã đất nung ngay từ những thời gian đầu. Rất nhiều năm nay, ông vẫn đang tiếp tục công tác khảo sát và nghiên cứu khu long mộ Tần Thủy Hoàng. Ông Viên Trung Nhất căn cứ vào độ sâu của những giếng nước đời Tần, đồng thời kết hợp với những đặc điểm của những long mộ đời Hán được xây dựng sau đời Tần để đưa ra quan điểm tuyệt nhiên khác biệt của mình. Chúng tôi đã đào cái giếng này, sau đó chúng tôi lại lấp đi. Mực nước trong giếng chúng tôi đo được khi đó là khoảng 16 mét.
Những chỗ này hơi thấp. Địa thế của khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng cao hơn chỗ này một chút. Độ cao của hai nơi này chênh lệch nhau khoảng 7 mét. Qua so sánh chúng ta có thể phán đoán rằng mực nước tại khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng sẽ vào khoảng 23 mét. Khi xây dựng địa cung, chắc chắn người ta phải đào xuyên qua tầng nước ngầm này. Như vậy, độ sâu của địa cung chắc chắn phải vượt quá 23 mét. Tôi cho rằng độ sâu của địa cung dao động trong khoảng từ 23 đến 30 mét. Nhắc đến những ảnh hưởng về phong cách kiến trúc giữa các thời đại, chúng ta sẽ phải để mắt đến một lăng mộ Tần Vương nằm ở một nơi khác, đó chính là ngôi mộ của Tần Cảnh Công. Tần Cảnh Công là tiền bối của Tần Thủy Hoàng, ông đã từng thống trị nước Tần trong suốt 40 năm. Quy mô lăng mộ của ông có tính tiêu biểu nhất trong số những lăng mộ quân chủ đời Tần. Sau đúng 10 năm, kể từ năm 1976 đến năm 1986, các nhà khảo cổ học đã khai quật xong lăng mộ Tần Cảnh Công, nằm gần huyện Cảnh Dương Phong Tường, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây là lần khai quật mất nhiều thời gian và công sức nhất trong lịch sử khai quật lăng mộ của Trung Quốc. Tài liệu khai quật của lăng mộ này có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình nghiên cứu lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Sau khi khảo sát và đo đạc cho thấy, độ sâu của lăng mộ Tần Cảnh Công là 24 mét. Ông Tôn Gia Xuân là kỹ sư cao cấp của Viện Nghiên cứu Địa chất Khoáng sản thuộc tỉnh Thiểm Tây. Ông đã từng chủ trì hoạt động khảo sát và đo đạc tình hình địa chất tại khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Chính vì vậy mà, ông cũng có những ý kiến hết sức độc đáo về độ sâu của địa cung. Dùng hàm số lượng giác, có thể tính toán ra được độ sâu của địa cung là 43,76 mét. Cách tính toán đặc biệt của ông Tôn Gia Xuân dựa trên một vài con số đã biết có liên quan đến khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ông phát hiện thấy giữa mộ đạo và mực nước trong các ngôi mộ đời Tần đều tồn tại một góc nhọn sắp xỉ 10 độ. Dựa vào những tài liệu đã khai quật của các lăng mộ đời Tần ở những nơi khác, đồng thời kết hợp với những thông tin có liên quan đến khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng mà các nhà khảo cổ đã phát hiện thấy, ông Tôn Gia Xuân đã dùng phương thức tính hàm số lượng giác để tính toán ra được độ sâu của địa cung là 43,76 mét. Gần đây, đoàn khảo cổ khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã có một phát hiện rất quan trọng. Sau khi thăm chắc, họ đã phát hiện thấy ở phía Nam, Tây và Đông của khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng đều có những công trình xây dựng bằng đất rất dày. Chỗ sâu nhất là 39,4 mét và nằm ở ngay đoạn đầu phía Nam của lăng mộ, chỗ hẹp nhất là 23 mét. Qua phân tích, đoàn khảo cổ cho rằng đây chính là cái đập chắn nước của địa cung. Ba mặt Nam, Tây và Đông của địa cung đều tương đối cao. Qua tính toán cho thấy, độ sâu của địa cung sẽ thấp hơn 30 mét. Nếu không, các mảnh nước ngầm trong lòng đất sẽ thẩm thấu vào phía bên trong của địa cung. Kết luận này của đoàn khảo cổ rất giống với những quan điểm của ông Viên Trung Nhất. Ngoài những suy đoán liên quan đến độ sâu của địa cung nói trên, ông Vương Học Lý cũng đưa ra những quan điểm rất rõ ràng của mình về độ sâu của địa cung. Năm 1992, tôi đã mời một nhóm nghiên cứu thuộc cơ quan địa chất của tỉnh Thiểm Tây đến đây để đo độ sâu của địa cung. Với những thiết bị chuyên dụng, chúng tôi đã đo được độ sâu của địa cung là 33,18 mét. Khoảng không gian từ đáy của địa cung đến đỉnh của địa cung là 10 mét. Tôi cho rằng những con số này rất đáng tin cậy, bởi nhóm nghiên cứu địa chất đã sử dụng những thiết bị chuyên dụng trong quá trình dò tìm mỏ quặng. Tín hiệu của những loại máy móc này rất khỏe. Nếu nó gặp phải những vật thể làm bằng kim loại dưới lòng đất, nó lập tức có những phản ứng khác thường. Và khi chúng tôi tiến hành đo độ sâu của địa cung Tần Thủy Hoàng, chúng tôi đã ghi chép lại một cách đầy đủ những thay đổi khác thường của loại máy chuyên dụng này. Sau đó, chúng tôi dùng máy tính để xử lý, và chúng tôi đã có được kết quả trên. Tôi cho rằng độ sâu 33,18 mét là con số có thể tin cậy được. Nếu địa cung đạt đến độ sâu như vậy, thì sẽ phát sinh một vấn đề có liên quan đến kỹ thuật thi công. Đó chính là phải áp dụng phương thức như thế nào để xử lý lượng nước có trong lòng đất.
Trong các gia đình nằm gần khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng, có rất nhiều những ống hình thang làm bằng đá với các kích cỡ lớn nhỏ phân chia rất rõ ràng. Sau khi kiểm tra và đo đạc, các chuyên gia đã kết luận rằng đây là những ống xả nước được sử dụng trong quá trình xây dựng lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Những thiết bị xả nước của hơn 2.000 năm trước vẫn còn rất rắn chắc và kiên cố. Qua đó, chúng ta có thể thấy được mức độ nghiêm ngặt trong quá trình xây dựng công trình này. Ông Vương Học Lý cũng đã đưa ra hàng loạt những suy đoán có liên quan đến hệ thống xả nước trong địa cung. Lượng nước trong địa cung đã được xả ra bên ngoài như thế nào? Lượng nước ở độ sâu như thế này sẽ chảy mạnh từ hướng Nam sang hướng Bắc và như vậy sẽ gây ra những tác động lớn đối với địa cung. Khi tiến hành xây dựng khu lăng mộ này, đồng thời người ta phải tiến hành xây dựng hệ thống tường chống nước chạy xung quanh địa cung. Đồng thời, người ta còn xây dựng một hệ thống dẫn nước chảy ra bên ngoài địa cung. Cuối cùng, lượng nước này sẽ chảy vào những chiếc giếng sâu nằm ở phía bên ngoài địa cung. Trong những ghi chép của Tư Mã Thiên có liên quan đến kết cấu của địa cung, có một chi tiết duy nhất có thể kiểm chứng được, đồng thời cũng đã được các nhà nghiên cứu tiến hành kiểm chứng. Đó chính là những ghi chép có liên quan đến thủy ngân. Trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến năm 1982, các nhà nghiên cứu đã tiến hành đo hàm lượng thủy ngân với quy mô rộng tại khu vườn của lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Trong phạm vi 12.000 m2 thuộc khu trung tâm của gò đất Phong Thổ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy một khu vực có hàm lượng thủy ngân lớn bất thường. Hàm lượng thủy ngân khác thường ở phía bên trong của gò đất Phong Thổ là do phía bên trong địa cung có chứa một hàm lượng thủy ngân rất lớn. Điều này chứng tỏ, Từ Mã Thiên nói rằng phía trong địa cung đã sử dụng thủy ngân để làm 100 con sông và biển lớn là chính xác. Vậy, trong địa cung có bao nhiêu thủy ngân và tại sao trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng lại phải sử dụng đến nhiều thủy ngân như vậy? Vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, việc sử dụng thủy ngân trong lăng mộ dường như rất phổ biến. Căn cứ vào những ghi chép cho thấy, trong mộ Tề Vương hay mộ Ngô Vương đều có thủy ngân. Vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, các nhà luyện đan của Trung Quốc đã sớm nắm được phương pháp để trưng thu được thủy ngân. Dung lượng thủy ngân có trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng nhiều hơn rất nhiều lần so với mộ Ngô Vương và các lăng mộ khác, bởi trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, thủy ngân được dùng để làm mô hình của 100 con sông và biển lớn. Để làm được như vậy, chắc chắn phải sử dụng một lượng thủy ngân rất lớn. Theo phán đoán của tôi, thì dung lượng thủy ngân có trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng ít nhất là 100 tấn. Mục đích dùng thủy ngân để tạo mô hình 100 con sông và biển lớn của Tần Thủy Hoàng không chỉ để có một cảnh quan tự nhiên, mà lượng thủy ngân này còn có thể khiến cho thi thể của ông và những vật tùy táng được lưu giữ lâu dài mà không bị thối rữa. Chúng ta đều biết rằng thủy ngân là một loại dung dịch độc hại, trong môi trường nhiệt độ bình thường cũng rất dễ phát huy tác dụng của mình. Chính vì vậy mà lượng thủy ngân có trong địa cung còn có thể giết chết những kẻ bạo gan xâm nhập vào lấy trộm các vật tùy táng và những của cải châu báu khác có trong lăng mộ. Cho tới thời điểm hiện tại, việc trong địa cung của lăng mộ Tần Thủy Hoàng có 100 tấn thủy ngân là một thông tin khó có thể tin được. Nếu như thông tin này là chính xác, thì lượng thủy ngân lớn như vậy đã được lấy từ đâu?